Một năm trôi qua với bao thăng trầm trong cuộc sống lẫn công việc. Một năm dù chưa thật sự có những bước ngoặt lớn, nhưng với em nhìn lại những gì em đã làm trong một năm vừa qua cũng đã có những thành công mang ý nghĩa nhất định. Là nó giống như đúng như cái tên gọi đó luôn ấy, là nghĩa là cái con kiến ấy nó ăn vào trong cái thân cây. Đây là cái đường những con kiến, đường kiến ăn này. Đây lấy cột này rõ nhất này. Này đây là những cái đường kiến lỗ kiến ăn này. Như là con kiến nó đục vào trong thân cây nó làm ổ hay là nó làm gì cho nó không biết, thì cái phần mà nó đục vào nó sẽ bị thương. Đấy thì cây gió bầu nó sẽ tiết ra cái chất dinh dưỡng để nó bầu vào cái chỗ cái đường kiến này, đường bị thương ấy, thì từ chỗ nó tạo ra trầm. Một trong số đó là những chuyến đi từ Bắc vào Nam mang theo niềm đam mê trầm hương, với mong muốn truyền tải trực tiếp và thực tế đến những ai đang quan tâm đến nó. Những chuyến đi đó em rất vinh hạnh được gặp gỡ, giao lưu với các anh em đó giờ chỉ biết nhau trên mạng và những người có duyên gặp nhau lần đầu trong chuyến đi. Cũng rất cảm ơn mọi người đã gặp gỡ cho em được truyền tải niềm đam mê trầm hương của mình đến mọi người. Anh lại nhưng mà bây giờ anh lại nhìn cấu trúc để đánh giá, ok chưa? Tại vì sao nó đang, nhưng mà nó đang ăn sớ, nó không ăn sớ. Anh nhìn này, nó đang ăn sớ này. Đấy, có nghĩa là cái vũ trắng anh đang thấy đúng không? Cái vũ trắng này, cái màu trắng anh đang thấy thì cái màu trắng đang thấy nó ôm cái màu đen đúng không? Nghĩa là trầm hương nó sinh ra từ trong những cái sớ vũ nó sinh ra. Đấy, vậy mình tỉ vào nó ôm tinh dầu trầm, vũ nó ôm tinh dầu trầm, còn cái vòng của anh nó ôm đâu mà nó được bâu quét từ bên ngoài vào. Anh thấy không? Đây này, nó được bâu quét từ bên ngoài vào. Nếu mà nó ôm ấy thì nó có ôm trong những cái sớ này, những cái này này, đấy, cái lúng lúng này không? Lúng lúng ấy. Đấy. Thì sao người ta tiết được cái phần dầu đen này? Nó ép dầu vào. Nó ép dầu vào. Đấy, thì anh nhìn này, cái cấu trúc của tự nhiên này là có nghĩa là trầm hương được sinh ra từ cái sớ của, đấy anh nhìn không? Còn của anh, cái sớ là cái sớ này này. Nếu mà được sinh ra từ, anh thấy cái lúng lúng không? Cái những cái sọc sọc của chồng ấy thì phải sinh ra từ cái đó. Hồi đầu anh mua đấy thì nó vẫn còn nằm ở trong đó, mà anh đem thời gian ấy, mùa hôi, mùa kia rồi đấy. Nó làm mất đi, bây giờ nó chỉ còn phết phết ngoài lớp gỗ thôi. Nó phết phết, còn những cái tim này đâu có đâu nên nó không ôm. Còn cái vòng này anh đeo có 10 năm sau nó vẫn còn cái tim. Tại vì nó được ôm mà, nó được ôm từ bên trong ôm ra. Đấy, nó hình thành từ bên trong ôm ra. Cái bản này được tặng từng người. Thì tặng thì thôi, thành cao. Tặng thì tặng sống được những cái con giọng. Anh có cả visit ở đây. Tất cả các tình cảm của một người dành cho em làm cho những chuyến đi của em thêm ý nghĩa và tràn đầy cảm xúc hơn. Tuy tuổi tác và địa vị của em khác với mọi người, nhưng sự thân thiện của mọi người dành cho em làm cho em cảm thấy rất gần gũi, không còn những mặc cảm trước đó. Tất cả là nhờ có chung một niềm đam mê, đó là niềm đam mê trầm hương. Rồi, chúc các bạn được làm ăn phát đạt. Chào anh em. Khép lại một năm ất hợi là những hoạt động thường niên nhằm tri ân cộng đồng và san sẻ những yêu thương mà em may mắn có được trong cuộc sống. Những hoạt động này không phải là để thể hiện em làm từ thiện hay hảo tâm gì. Tất cả những chi phí là từ những đồng tiền của một người đã mua bán ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Và em muốn thông qua hình thức này là để cảm ơn đến tất cả mọi người. Tiền của một người mất đi nhưng những giá trị của nó thì vẫn còn mãi. Dài cho nó mọc mật. Sao cũng được. Máy xúc anh này, đây là máy xúc. Ba xúc. Chạy qua giùm cho. Đi không nổi bùa xe.
Alo. Rồi được, ok ok. Ngon. Cho lại phòng anh. Tết. Ăn Tết, ăn Tết. Tết tới rồi. Ây da, nặng quá. Tết tới. Ây. Ôi mình khổ quá. Con vợ không con gì hết. Chú à? Rồi, con sẽ lưu ý mấy cái nhà giày mơ mốt con lang thang nhiều nữa. Ừ, chú ăn Tết này nha. Tụi con có chút tâm lòng. Tới thẳng luôn nha, anh công đừng có lưu nha, tới thẳng luôn đừng có lưu nha. Đó, đúng rồi. Không con, không cháu luôn à. Nha nè. Cơ nhà ông. Ây da. Ông lấy một bên chú nữa nhỉ. Lấy một bên chú nữa. Đây Tết có ít quà gửi tặng không? Thằng Tết kiện á, của ít là nhiều nha. Ăn cơm chưa? À. Không nha, ăn Tết nha. Thay mình đâu chứ, còn tụi con về nha. Đâu, những cái nhà vậy em sau này tụi em chỉ đi riêng á. Hàng năm là đi riêng. Năm là ở. Cái này là em đi chung cộng đồng nhưng mà còn những hoàn cảnh như vậy này em đi em biết rồi đó. Để em sau này sẽ đi riêng có nhân lên. Tụi anh giúp cái gì mua mày mùng gấu chiếu vậy á. Có mấy hoàn cảnh vậy em cho em rất là thích luôn. Đây mới là những người cần những món đồ của mình, anh hiểu không? Còn món đồ của mình thật thế mà không trả gì gì lắm mấy. Nhưng mà những người dài này họ mới là căng. Đây tối rồi, 6 giờ rồi. Cơ nhà ông. Quà Tết, quà Tết. Quà Tết kìa. Ừ. Cô ơi, quà Tết mình ra tiền gì. Quà Tết của anh em. Của anh em hả? Dạ. Anh em ghé thăm tặng cho bà ít quà mắm muối đường một ngọt gì đó, sữa mì, sữa mì. Ừ. Ăn Tết nha. Ăn Tết sữa mì. Chứ giờ có bao nhiêu mà thôi kệ. Đang tò mò đó. Dạ sao mình đi đứa tôi đang tò mò đi nhiều năm lắm đi. Dạ còn nhiều nữa, chắc đi tới tối luôn á. Thôi chúc ăn Tết này. Chúc nha. Dạ rồi. Ủa, kìa nào lắm. Ê, ê, ê. Cô, Tết lúc ăn tới đâu rồi? Chưa có Tết à? Tết đây, Tết tới đây. Vẫn chờ chưa có chút quà nhỏ, quà mọn gửi cho cô ăn Tết. Dạ. Dạ bây giờ mấy tháng nào luôn rồi. Có được ăn bên Nam đó. Trời ơi, nấu cơm mới ăn chưa? Không, mà ăn từ bệnh viện về cứ mình bơm cháo miếng muối đó. Đút ấm. Dạ, khổ quá. Không, khổ không khổ cô. Quan trọng mình biết làm sao cho nó bớt khổ. Mà cháu bớt hơi một tháng, cho nó. Thôi, thôi, cảm ơn cô nè. Chúc mừng Tết nha. Đói bụng quá. Đói luôn. Cơ nhau. Tết. Làm gì đó. Ăn.
Đâu? Chúc bà nó mới à. Chúc nha bà. Lưu mắt chơi à? Ờ lưu mắt nè. Ờ lưu mắt. Ờ à. Ăn xong rồi mới. Dạ. Lưu mắt ăn bắp bực nền nè. Được rồi lưu mắt. Tao xin lưu mắt luôn. Ông sao đầu tóc lái hết rồi xỉn à? Đều rồi chứ. Không, con cháu có tí quà gửi tặng con mang tết nè coi. À, sao sao ta chụp ảnh ta làm ảnh quà coi ảnh sao tết rồi mang thùng sữa đấy để coi xong nhé. Sao ông vậy đó ông tôi không cảm. Nè, anh coi thùng sữa đấy. Nè, tôi chưa cho coi nữa nè. Chúng có bật nem rồi, tôm rồi, mẹ sữa nè. Ừ, rồi. Bây giờ coi hết không? Ừ. Cho tôi coi như đây nữa. Và coi xe chương nữa. Ê, coi nhà không? Cô lấy tới đâu rồi? Ừ. Ừ, vậy? Con cháu chưa? Thôi, có chút quà Tết nè. Tặng cho cô. Tặng nè. Nội vậy thôi, ăn Tết có gì ăn đấy. Vậy là cảm ơn mang mẹ cháu hả? Cái đứa nhỏ đi đâu hết rồi? Đi nè, giờ đi mới về. Ừ. Nè, chú riêng có nhân chú lì xì cho cháu 500. Cảm ơn vàng ta là cảm ơn nào còn, thắng chưa? Đâu? Ừ, thì xì cho mấy chị em luôn trong bơ riêng nha. Kệ, cô biết là nhiều, không có bao nhiêu ấy. Cảm ơn, cho cháu hả? Thôi, chúc ăn Tết nè. Tết luôn rồi. Rồi.